Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại rất nhiều sự đau buồn và tiếc nuối cho những người ở lại, và đặc biệt là ca sĩ Mạnh Quỳnh, một người tình sân khấu đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm nay, và cũng như là một cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung luôn được khán giả biết đến và yêu mến với cặp đôi này. Giờ đây, người đau buồn nhất là ca sĩ Mạnh Quỳnh, bởi vì hiện nay một cặp đôi trời sinh chỉ còn lại có một người thì đã ra đi mãi mãi. Và chắc chắn là sẽ không ai có thể thay thế được ca sĩ Phi Nhung ở vị trí ấy. Một cặp đôi mà chắc chắn rằng sẽ không có một cặp đôi nào nữa có thể có một giọng hát mà đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Và đối với sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã để lại rất nhiều sự đau buồn cho Mạnh Quỳnh, khiến Mạnh Quỳnh suy sụp tinh thần. Và hiện nay thì rất nhiều những nguồn thông tin đồn đại cho rằng là Mạnh Quỳnh còn phải nhập viện bởi vì suy sụp tinh thần vì quá thương nhớ đến Phi Nhung. Và Mạnh Quỳnh đã có chút chia sẻ trên trang cá nhân là cần những giây phút tĩnh lặng một mình để nhìn lại chính mình, xem mình đã làm gì sai với cuộc đời này. Và đăng cái ảnh cho mọi người biết rằng mình vẫn mạnh khỏe, bình an và đang làm việc tốt và mạnh mẽ hơn xưa. Thương chúc muôn nhà cuối tuần vui vẻ và an lạc. Đó là những chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh, bởi vì rất nhiều thông tin hiện nay cho rằng Mạnh Quỳnh đã suy sụp khi một người bạn tình sân khấu của mình đã ra đi mãi mãi. Và Mạnh Quỳnh cũng có chia sẻ là cho Mạnh Quỳnh xin một chút yên lặng của cuộc đời này nha mọi người ơi. Để Quỳnh được sống và làm những gì mình muốn, mình yêu thương, mình trân trọng hơn nửa cuộc đời Quỳnh, chỉ biết làm nghệ thuật và lo cho gia đình và cho bản thân. Đừng gieo tiếng oán cho Quỳnh để được những cái view, cái like và làm lợi cho bản thân mình nhé. Và hãy để cho Quỳnh viết tiếp bản tình ca tươi đẹp cho đời, cho cuộc sống trong những ngày còn lại trên cõi tạm này. Sự sống và cái chết chỉ gần nhau như bàn tay úp mở. Sao không trân quý và yêu thương nhau khi ta còn có thể? Danh lợi sang hèn hơn thua nhau chỉ vì một lời nói khi bạn nằm xuống có mang theo được gì đâu. Đó là những chia sẻ mà Mạnh Quỳnh đã viết trên trang cá nhân. Có thể nói rằng hiện tại Mạnh Quỳnh rất đau buồn với sự thương xót cho người bạn tình sân khấu của mình đã ra đi. Cũng như một loạt ảnh đăng thì không có hình ảnh nào mà Mạnh Quỳnh cười, toàn là những hình ảnh rất buồn với những chia sẻ rằng là tiếc thương cho ca sĩ Phi Nhung. Và Mạnh Quỳnh cũng có chia sẻ là hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng, không còn lười nữa. Nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát để mọi người nhớ đến Phi Nhung. Và khán giả sẽ mở lên xem và cũng để lưu lại kỷ niệm sau này. Khi Quỳnh không còn được hát nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình, Nhung nhé. Đó là những cái thể hiện cảm xúc mà Mạnh Quỳnh đã dành cho Phi Nhung. Dù là hiện nay ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, nhưng chắc chắn rằng Mạnh Quỳnh cũng không thể nào quên. Và hiện tại thì Mạnh Quỳnh cũng luôn suy sụp tinh thần, luôn đăng những status tưởng nhớ đến ca sĩ Phi Nhung. Cũng thực hiện theo lời hứa của Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả. Và Quỳnh sẽ cố gắng, dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng của khán giả yêu thương Nhung. Đó là những chia sẻ của Mạnh Quỳnh cho rằng là hiện tại thì không có những cái nỗi đau nào có thể bù đắp được, cũng không có thể nào mà bù đắp được với sự thiếu thốn của ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại thì Mạnh Quỳnh chỉ còn một mình đứng trên sân khấu mà không còn ca sĩ Phi Nhung ở bên cạnh để cùng tiếp tục những bản song ca nữa. Và cũng có rất nhiều các quý vị khán giả, các fan hâm mộ yêu mến cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh trên các hội nhóm. Và hôm nay thì mình có đọc được một bài viết của quý vị khán giả có chia sẻ trên nhóm Mạnh Quỳnh Phi Nhung Club, có chia sẻ về sự việc giữa hai cặp đôi Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Là tôi không phải là fan cuồng, là một người mà tôi là một người ái mộ. Và tôi ái mộ giọng hát, lối biểu diễn tự nhiên và cách sống của cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và thời gian gần đây tôi đọc nhiều bài viết và nhiều bình luận không thích và không muốn Mạnh Quỳnh hát chung với ai, và chỉ muốn anh hát một mình. Và bản thân tôi cũng chỉ xem Mạnh Quỳnh hát với Phi Nhung thôi. Và tuy nhiên, chúng ta không nên bắt ép người khác, bởi vì những gì đến từ ép buộc đều không tự nhiên. Cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung đã trở thành huyền thoại và để lại nhiều dấu ấn quá sâu đậm trong lòng của công chúng và người hâm mộ. Và dù Mạnh Quỳnh có đứng cạnh ai trên sân khấu thì cũng không thể lấy lại được cảm xúc cho người xem như khi Mạnh Quỳnh đứng cạnh bên Phi Nhung. Và tôi cũng tin rằng Mạnh Quỳnh sẽ là người đàn ông tinh tế, thông minh và tình nghĩa. Anh ấy biết rằng là mình phải làm gì, cần làm gì cho bạn diễn của mình. Và nếu tình yêu của anh đủ lớn để dành cho chị Phi Nhung thì anh biết mình sẽ phải làm như thế nào mà.
Và các bạn cũng nên tôn trọng cuộc sống, công việc của Mạnh Quỳnh và tôn trọng các bạn nữa. Và mình không thích thì mình không xem. Đừng làm tổn thương người đang sống và phiền lòng người đã khuất. Và khi đã thương rồi, có những việc mình không thích, không muốn cũng phải chấp nhận. Đó là bao dung. Tôi sợ rằng khi các bạn yêu thương, đưa người ta lên 9 tầng mây xanh, đến khi quay xe thì dìm người ta xuống 9 tầng địa ngục. Và những gì xuất phát từ con tim sẽ chạm đến nhiều con tim khác. Và tôi nghĩ anh Mạnh Quỳnh sẽ hiểu được điều đó. Và Mạnh Quỳnh là một người tinh tế, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, ở độ tuổi đủ sâu lắng để biết mình cần làm gì. Và xưa nay, chưa làm mất lòng ai, kể cả em bé nhỏ nhất. Một hành động nhỏ vuốt nhẹ lên di ảnh của ca sĩ Phi Nhung khi lên phát biểu tại đám tang đã thật sự chạm đến trái tim tôi và thực sự nể phục. Và là con người, không ai là hoàn hảo, ngay cả bà tiên, ông bụt cũng có lúc không thể đáp ứng được tất cả những điều ước của nhân loại. Và hãy để anh ấy làm bằng cách tự nguyện và làm bằng chính con tim của mình. Và mình yêu thương thì nên tôn trọng. Ca sĩ Phi Nhung qua đời thì người hâm mộ buồn một, thì Mạnh Quỳnh buồn 10. Vì từ nay sự nghiệp ca hát của anh đã mất đi một người tình sân khấu. Trong cuộc sống anh mất đi một người bạn tri kỷ. Và thời gian gắn bó 22 năm không phải là ít đâu các bạn. Nhiều kỷ niệm lắm, đau buồn lắm. Vai anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng tiếng sầu rụng rơi. Đó là những chia sẻ của một bạn đã viết lên về cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung hết sức sâu lắng và để lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp và ký ức đẹp trong lòng người khán giả và những người hâm mộ. Và chắc chắn rằng dù cho ca sĩ Mạnh Quỳnh có đứng bên ai để thể hiện tiếp tục những bản song ca thì cũng không thể nào bằng một ca sĩ Phi Nhung như trước đây. Đối với tất cả chúng ta, cái tên Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có lẽ đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Cũng như hiện nay, Mạnh Quỳnh đã mất đi một người tình sân khấu. Và trong cuộc đời thì anh mất đi một người bạn tri kỷ. Và thời gian gắn bó cũng đã 22 năm. Và hiện nay thì Mạnh Quỳnh còn một mình đứng trên sân khấu, lẻ loi. Và đã không còn một người bạn hát song ca, tri kỷ như ca sĩ Phi Nhung nữa. Quả thực là rất là buồn và suy sụp tinh thần đối với Mạnh Quỳnh. Và hiện nay cũng rất nhiều người đã gửi lời động viên cũng như an ủi đến với Mạnh Quỳnh. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là một cặp đôi song ca như trời sinh, như cặp đôi Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, chắc chắn rằng sẽ không ai có thể thay thế được một cặp đôi này. Và cũng có một quý vị khán giả trên hội nhóm fan Mạnh Quỳnh Phi Nhung có để lại một bài thơ, và mình sẽ đọc để cho tất cả quý vị và khán giả sẽ hiểu được nội dung của bài thơ này thì sẽ comment những ý kiến ở bên dưới video này nhé. Là từ đây lối rẽ chia xa, người về bên ấy như hoa sen hồng, người ở lại sầu mênh mông, nhớ câu hẹn ước kiếp sau tìm người. Giờ đây cách biệt phương trời, còn đâu nữa những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm thay lời chào, tìm đâu hình bóng nụ cười ngày xưa. Lòng buồn như trời tuôn mưa, thiệp hồng chưa kịp viết tên em vào, còn đâu ngày tháng bên nhau, trai tài gái sắc hát hò cùng nhau. Sân khấu với ánh đèn màu là nơi dệt mộng chuyện tình đôi ta. Giờ đây ta đã chia xa, kẻ đi để lại lệ cay nhạt nhòa. Còn bao khúc hát song ca, giờ đây ai hát khi mình xa nhau. Nhớ ai nước mắt tuôn trào, thương ai nỗi nhớ dâng hoài khôn nguôi. Còn đâu cử chỉ ngọt ngào, khi lên sân khấu mình là tình nhân. Âm dương em bước qua cầu, mình anh ở lại nuốt sầu vào tim. Đây là một bài thơ mà của một quý vị khán giả đã để lại cho một cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Và rất nhiều người cũng luôn ủng hộ Mạnh Quỳnh. Và có một quý vị khán giả cũng có viết: yêu các bạn rất nhiều, các bạn viết bài thật hay, thật sâu sắc, đọc mà cảm động lắm, đã nói hết được tâm tư tình cảm của hàng triệu trái tim yêu thương và nhớ tới Phi Nhung và cặp đôi song ca Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Chúc cho Phi Nhung yên nghỉ sớm được siêu thoát. Cảm ơn cuộc đời đã vun đắp tình cảm vô bờ của Mạnh Quỳnh bên Phi Nhung. Mọi người ơi, em nhớ thương Phi Nhung thì sáng tác và hát thật nhiều nhé. Mọi người rất yêu quý và nể phục em Mạnh Quỳnh ạ. Và cũng có thể thấy rằng Mạnh Quỳnh cũng rất thương xót đối với ca sĩ Phi Nhung. Và khi ca sĩ Phi Nhung qua đời thì Mạnh Quỳnh còn hát một mình sân khấu và đã khóc khi hát lại những bản song ca của cặp đôi Mạnh Quỳnh với Phi Nhung.
và chắc chắn rằng ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ còn mất một thời gian rất dài để có thể quên đi những sự đau buồn về một người tình sân khấu của mình và một người bạn đời tri kỷ của mình đã ra đi mãi mãi. Và mình cũng sẽ luôn cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về ca sĩ Mạnh Quỳnh xoay quanh sự việc về ca sĩ Phi Nhung để cho tất cả quý vị khán giả yêu mến cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung có thể ôn lại những kỷ niệm và sẽ cùng được nghe những bài hát song ca của cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung vẫn còn được lưu truyền mãi đến ngàn đời sau.